Chào tất cả quý cô. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về một cái tôn giáo mới, đó là Do Thái giáo. Do Thái giáo là một cái tôn giáo mình xếp một trong 10 cái tôn giáo lớn. Và cái số lượng tín đồ của Do Thái giáo hiện nay trên thế giới là chỉ khoảng trên dưới 22 triệu thôi. Nó không có nhiều. Nhưng mà tại sao mình lại xếp vô? Đúng ra là học cái tìm hiểu về cái tôn giáo này trước mà. Vì đây là một cái tôn giáo độc thần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Chứ trước đó là tôn giáo đa thần. Vì người ta xác định rằng cái Do Thái giáo này là nó có rất là xa xưa, là một trong những cái tôn giáo độc thần đầu tiên của nhân loại, và nó xuất hiện trong cái hoàn cảnh là bắt đầu cái sự phân rã của cái chế độ cộng sản nguyên thủy, và bắt đầu xuất hiện các cái tầng lớp thống trị qua cái sự phân hóa giai cấp. Thì chúng ta cũng đã thấy khi mà cộng sản nguyên thủy về mặt kinh tế xã hội nó phân rã thì nó tới cái thời kỳ nô lệ. Thời kỳ nô lệ thì cái giai cấp thống trị hay còn gọi là giai cấp chủ nô, thì sự áp bức hà khắc của giai cấp chủ nô ngày càng lớn mạnh và ngày càng tàn bạo hơn. Do đó những cái yếu kém của con người trước sức mạnh của siêu nhiên trước đây ở thời kỳ cộng sản nguyên thủy nó đã chi phối rất lớn trong đời sống của nhân loại lúc bây giờ. Tiến tới giai đoạn đó nó cộng thêm một cái nữa, đó là cái sự cai trị là hà khắc của giai cấp chủ nô. Nó càng làm cho cái xã hội ngày nó càng mâu thuẫn sâu sắc hơn. Và khi đó người ta thấy rằng là phải tìm đến một cái sức mạnh siêu nhiên lớn hơn nữa để có thể là cứu rỗi người ta được, thoát khỏi được cái sự thống trị, cái sự khổ đau đó. Và những cái người xuất chúng trong giai đoạn đó lúc bây giờ, người ta bắt đầu hình thành những cái tư tưởng và dẫn tới người ta nghĩ rằng là phải không thể bằng kết nối những cái người lao động đó bằng những cái quyền lợi vật chất mà phải bằng cái quyền lợi về cái niềm tin, để có thể là tập hợp được đông đảo những cái người đang bị trị, những cái người ở cái tầng lớp tận cùng, những cái người trong cái đại đa số trong cái giới nô lệ, là hợp nhất lại để mà có thể chiến đấu với các cái tầng lớp thống trị đó. Vì vậy cái tư tưởng là tôn giáo là độc thần bắt đầu xuất hiện. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu về Do Thái giáo là tôn giáo đầu tiên của nhân loại về cái độc thần. Phần thứ nhất, sự ra đời của Do Thái giáo. Thật ra Do Thái giáo người ta tự cho mình là cái mối quan hệ giao ước giữa Thiên Chúa và người Do Thái. Và từ đó niềm tin tối thượng của họ và duy nhất của họ là Thiên Chúa. Như vậy đây là cái đạo của người Do Thái khi xuất phát điểm, cho nên người ta gọi là Do Thái giáo. Còn hiện nay trên thực tế nó đã lan rộng ra một số các nước, tuy nó không có nhiều nhưng mà cũng có những cái dân tộc họ không phải là người Do Thái nhưng họ vẫn theo cái tín ngưỡng này. Người Do Thái ngày nay là chúng ta gọi là Israel đó. Cho nên nhiều người xem đây là cái tôn giáo thờ độc thần đầu tiên, nhiều phương diện
của Do Thái giáo, nó đặc biệt cái là nó tuân thủ các cái khái niệm về đạo đức, về luật lệ của cái bối cảnh, của cái vùng đó. Cho nên phần sau chúng ta sẽ thấy hai cái đó nó trộn nhau, những cái khái niệm về thần học của họ, những cái chuẩn mực của họ, rồi có những, rồi nó đi vô luôn các cái văn hóa, thậm chí luật hóa trong cuộc sống. Nếu Phật giáo chúng ta nói là xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, thì những cái tài liệu nghiên cứu cho đến ngày nay người ta chứng minh được, thì Do Thái giáo nó xuất hiện là thế kỷ thứ 20 trước công nguyên. Và có thể nói đây là một cái tôn giáo cổ xưa nhất mà tới nay vẫn còn được thực thi, thậm chí là các nghi lễ nó duy trì cho tới ngày nay, mặc dầu nó cũng có giảm lược bớt, nó hiện đại hóa lên, nhưng về cơ bản là những cái nghi lễ từ 2000 năm trước công nguyên nó vẫn còn tiếp tục duy trì tới ngày nay. Một cái điều nữa chúng ta để ý đó là lịch sử các cái tôn giáo và những cái hệ thống lý luận của các tôn giáo, từ như là Anh giáo, Chánh thống giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Tin lành, nó đều chịu ảnh hưởng những cái lý luận, những cái khái niệm của Do Thái giáo. Và ngày nay chúng ta thấy nó là một cái trung tâm khởi nguồn cho các cái tôn giáo lớn trên thế giới. Đến năm 2008 thì theo cái điều tra dân số của Israel và theo cái công bố của các cái tổ chức quốc tế, thì người Israel thì có khoảng 14 triệu, tức là người Do Thái, sinh sống tại đất nước Israel có khoảng hơn 6 triệu. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người Israel hiện nay trên đất nước Israel là theo đạo Do Thái giáo. Vì đây không phải là cái lớp nghiên cứu về sử và chính trị, cho nên cũng không có thời gian nhiều để mình nói, nó hơi lạc đề ra đây. Chứ thật sự do cái điều kiện đặc biệt của người Israel, họ mất nước là hàng ngàn năm rồi đó, cho nên họ sống tản lạc ở khắp nơi, mà ý chí kiên cường rất là cao. Cho nên là Hitler trước đây cho rằng là người Đức phải là cái giống người số một của nhân loại, do đó họ phải tìm mọi cách họ diệt một cái đối thủ có thể cạnh tranh với họ là người Do Thái. Cho nên dưới đệ nhị thế chiến 39-45, người Đức đã chủ trương là sát hại để tiêu diệt cái người Do Thái. Và cũng chính từ như vậy, người ta càng khó khăn thì cái nỗ lực của người ta càng lớn, cộng với những cái tố chất trong cái tộc người đó. Cho nên những người Do Thái lưu lạc ở trên thế giới họ rất là thành công, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực là khoa học, kỹ thuật, chính trị. Họ không chỉ thành công ở các cái nước tư bản, mà ngay cả trong các cái nước mà trước đây gọi là phe xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt khi nghiên cứu về cái chiến tranh Việt Nam mà người Mỹ dính vô, mình mới thấy một cái điều là chính cái xung đột ở bên Trung Đông góp cái phần rất lớn để Mỹ thua Việt Nam. Khi thấy một cái chủ đề nghiên cứu vậy, ai cũng để ý tại sao kỳ vậy, thì té ra mới thấy một cái điều
Vì khi đó người Do Thái trên đất nước Israel họ đang có một cái sự đụng đầu rất là lớn với cả thế giới Ả Rập, đặc biệt là cuộc chiến tranh là mấy mươi ngày năm 1970, thế giới Hồi giáo bắt đầu xua quân đánh qua Israel, thì tức khắc sau đó Israel phản kích trong một thời gian rất ngắn, họ đã chiếm một cái phần lãnh thổ lớn hơn cái phần lãnh thổ mà Liên Hợp Quốc đã cắt ra giao cho họ để lập quốc năm 1945. Thời kỳ đó nữ thủ tướng của Do Thái, tôi nhớ đó là bà Golda Meir, nữ thủ tướng. Tư lệnh quân đội của Do Thái lúc đó là Mốt Đa Giăng, một cái ông có một mắt. Lúc đó là lúc Mỹ cũng đang quyết liệt ở Việt Nam. 65 Mỹ đội quân, 68, 69, số lượng quân của Mỹ vô Việt Nam 560.000, lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Tiềm lực không quân Mỹ đã tập trung vô là 60% tiềm lực không quân của nước Mỹ, 40% lực lượng bộ binh của nước Mỹ vô đây, và hải quân 50% lực lượng hải quân toàn cầu của nước Mỹ tập trung vô đây. Trong khi đó thì bên kia thế giới Ả Rập, một cái khối lượng trên 100 triệu, khoảng gần 200 triệu, áp lực lên nước Israel chỉ có 5-6 triệu dân thôi. Mà Israel sao đi đánh được là nhờ dựa vào Mỹ. Cho nên nếu mà Mỹ tiếp tục đổ vô đây, dốc sức vô đây, thì sẽ là bớt đi cái hỗ trợ cho Israel bên Trung Đông. Cho nên những nhà làm chính sách ở Mỹ họ tìm mọi cách để cho Mỹ phải rút ra khỏi Việt Nam, để dồn sức vô cái chỗ kia. Vì sao? Vì trong lúc đó ở Nhà Trắng, tức là trong cái dinh tổng thống Mỹ, rồi ở Ngũ Giác Đài, tức là cái bộ chỉ huy về quân sự, bộ quốc phòng của Mỹ, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, cố vấn an ninh quốc gia cho các tổng thống Mỹ đời đó là người Israel, gốc gác là người Do Thái. Tôi thấy tài liệu báo chí mình không có cái tài liệu nào mà nói cái đó, nhưng mà tài liệu từ bên Mỹ nó phân tích cái đó, mà tôi nghĩ là đúng. Tức là nó tác động từ xa thôi, nhưng mà nó phải làm việc vậy. Đó là những người cố vấn cho tổng thống Mỹ trong giai đoạn đó mà, cho nên họ cố vấn sao để mà Mỹ phải rút ra. Rút ra chi vậy? Để đủ lực dồn vô bên kia thì dân tộc họ mới chịu nổi với cái đó. Thành thử ra vì mình đây là nghiên cứu tôn giáo, phải nghiên cứu chiến tranh, cho nên là mình cũng không có phân tích sâu vô cái này, nói khái quát để quý vị có một cái có cái nhìn khái quát lắm về vậy. Vì vậy cho nên người Do Thái do điều kiện vậy, cho nên cái nỗ lực của họ càng kinh khủng hơn. Người ta nói trong một cái tập thể, hoặc là trong một cái môi trường kinh doanh, hoặc là trong một cái trường học, thì xuất phát điểm cỡ nào đó không biết, nhưng mà cái cuối cùng về đích vẫn là người Do Thái. Vì vậy chúng ta thấy là tuy cái số lượng tín đồ không có nhiều, nhưng mà tính chất nó rất là đặc biệt như vậy. Về mặt uy quyền của cái tổ chức tôn giáo này thì cái Do Thái giáo nó khác với các cái tổ chức tôn giáo khác, kể cả là Thiên Chúa giáo, kể cả Phật giáo, cũng như Hồi giáo. Uy quyền của họ không trao cho một người nào hay một cơ quan nào hết, mà theo quan điểm của Do Thái giáo, uy quyền nằm ở trong sách thánh, nằm ở trong giáo luật, thông qua các cái thầy giảng họ có cái từ rabbi, chứ uy quyền không phải ở chỗ ông giáo hoàng, uy quyền cũng không phải là chỗ cái người giáo chủ nào đó của một tôn giáo nào đó, mà uy quyền của họ
nằm ở trong là sách thánh, nằm ở trong những cái quy định của giáo luật thông qua các cái thầy giảng. Và đức tin của họ duy nhất, đức tin duy nhất một Thiên Chúa. Theo họ, Thiên Chúa mới là đấng toàn năng. Thiên Chúa tạo ra vũ trụ và Thiên Chúa thống trị vũ trụ. Vì khi xác định Thiên Chúa là đấng toàn năng, Thiên Chúa tạo vũ trụ, Thiên Chúa thống trị vũ trụ thì mới đủ sức mạnh để có thể là vượt qua những cái khổ đau hà khắc của nhân loại trong cái bối cảnh lúc bây giờ, trong cái thời kỳ là chế độ nô lệ. Theo những cái lời truyền của người Do Thái thì Do Thái giáo nó khởi nguồn bằng giao ước giữa Thiên Chúa và ông Abraham. Người ta cho rằng khoảng trước năm 2000 trước công nguyên, tổ phụ tức là quốc tổ của người Do Thái qua nhiều thời đại đã có một cái sự giao ước này. Do đó Do Thái giáo gắn liền với rất nhiều cái luân lý tôn giáo, mà quan trọng nhất là đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Mà theo họ đó, đây là đấng toàn năng, rất nhân từ, thông biết mọi sự. Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng ra vũ trụ và cũng Thiên Chúa tiếp tục thống trị nó. Và theo những cái tập truyền này thì việc là Thiên Chúa thiết lập cái giao ước với con cái của người Israel qua nhiều cái đời, từ tổ tông của họ và hậu vệ của nó, và cho chúng biết là lề luật và giới răn của Thiên Chúa thông qua một người là ông Moses. Như vậy những cái truyền thuyết đó, cũng như ở Việt Nam mình là truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ, sanh ra một cái bọc có trăm trứng, nở ra trăm con, 50 lên núi, 50 xuống biển, thì họ đã xây dựng cái truyền thuyết. Và Do Thái giáo trân trọng coi việc học cái kinh Cựu Ước và tuân thủ các cái điều răn đã ghi trong Cựu Ước là nền tảng. Đó là cái sự ra đời của Do Thái giáo xuất phát như thế. Chúng ta qua điểm thứ hai, học thuyết và tín điều. Học thuyết, tín điều. Trong học thuyết và tín điều được xây dựng trên 13 cái nguyên tắc của đức tin. 13 cái nguyên tắc của đức tin. Nguyên tắc thứ nhất đó là Đức Chúa Trời là thực hữu, tức là có thật. Nguyên tắc thứ hai, Đức Chúa Trời chỉ có một và khác biệt với muôn loài. Khác biệt với muôn loài. Và cái nguyên tắc thứ ba là Đức Chúa Trời không có cái biểu hiện vật chất, thân thể, hình ảnh gì cả. Nguyên tắc thứ tư, Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Nguyên tắc thứ năm, chỉ cầu nguyện duy một mình Đức Chúa Trời, duy nhất một mình Đức Chúa Trời. Một cái nguyên tắc thứ sáu là các cái lời của các cái đấng tiên tri đã thể hiện trong Kinh Thánh là có thật. Các cái lời của các đấng tiên tri là có thật. Tức là anh đừng có thắc mắc cái gì nữa, anh đừng hỏi tại sao, đừng kêu chứng minh, anh cứ phải tin nó là có thật. Nguyên tắc thứ bảy, tức lời tiên tri của Môsê là thật. Ông này đây là thật. Và nhà tiên tri này là vĩ đại bậc nhất
Thứ tám là bộ Torah, bộ sách đó đó, là nội dung sao chép những lời phán truyền của Đức Chúa Trời. Cái bộ sách đó nè là cái nội dung sao chép những cái lời phán truyền của Đức Chúa Trời. Cho nên anh đừng, anh đọc là phải chấp nhận, đừng có cãi cái gì hết. Nguyên tắc thứ 9 là sẽ không có bộ sách nào khác hơn bộ Torah này. Nguyên tắc thứ 10, Đức Chúa Trời biết hết các ý tưởng và việc làm, mọi hành động của loài người. Nguyên tắc thứ 11, Đức Chúa Trời sẽ tưởng thưởng cho người tốt và phạt người xấu. Nguyên tắc thứ 12 là Đấng Môsê sẽ đến. Và nguyên tắc thứ 13, người chết sẽ được sống lại. Chú ý cái này khi mà chúng ta tiếp xúc với cái tìm hiểu về Do Thái giáo. Người chết sẽ sống lại. Và nè, thêm ý cuối cùng nè. Những ai phản kháng lại xem là dị giáo. Những ai phản kháng lại 10 cái tính điều trên đó xem là dị giáo. À, 13 tính điều trên được xem là dị giáo. Thế thì đọc để quý vị ghi vắn tắt 13 cái tính điều đó. Nhưng giờ mình phân tích vô để chúng ta thấy. Như vậy, thông qua cái này chúng ta đã thấy là phải nói là những cái giáo chủ, những cái người chủ sướng ra cái này ngay từ đầu cực kỳ là giỏi. Quý vị thấy toàn bộ tất cả những này người ta ràng buộc ngay về mặt tư tưởng của nhân loại. Không có xích qua chỗ nào được hết. Anh ta tin là có. Người đó không có hình tượng, không phải như ông Phật, không phải như ông Giê-xu. Mà cái đó là có, đừng cãi gì nữa. Ông đó biết hết người tốt, người xấu. Ông đó sẽ thưởng cho người tốt, trừng trị người xấu. Để học cái đó là cái sách này nè. Là trong đó là đúng nhất, không có cái chỗ nào đặt hết, không có sách nào thay được hết. Và ai làm khác hơn là dị giáo. Tức là người ta đã tìm mọi cách để người ta khống chế toàn bộ cái nhận thức. Không phải chỉ riêng là tâm linh không, mà kể cả cái nhận thức nó biểu hiện qua về mặt khoa học, nó cũng phải theo những cái nguyên tắc này. Và chính điều đó nó mới tạo ra một cái sự độc tôn về một cái đức tin. Mà khi đó thì họ mới có thể quy tụ được là tất cả những cái người đứng dưới cái ngọn cờ này, ngọn cờ đức tin này. Và có như thế thì họ mới có thể là giành được cái thắng lợi. Và vì sau cái xuất hiện cái hệ tư tưởng này vào những cái thời kỳ đó thì các cái giới chủ nô mà đâu có để yên. Họ tìm cách, họ triệt cho họ đâu đi. Tức là họ đang ở cái cương vị thống trị. Cái bộ lạc này, bộ lạc nọ đang có cái quyền cầm gươm để bắt người này đem bán đi, bắt người này phải làm này, giết người này nếu chống lại. Mà xã hội chấp nhận như vậy hàng ngàn năm đó. Mà quý vị cũng biết, ở cái khu vực là Trung Đông này, chủ yếu nó là sa mạc. Từ Ai Cập, Syria, Libya, dòng qua tới Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên cái khu vực đó là sa mạc. Ở những cái nước như là cái khí hậu như là Việt Nam thì là người ta còn dễ sống. Tức là có nước, có thực phẩm, có cây, có trái, có hoa quả này kia nữa. Nhưng ở sa mạc đâu có cái gì. Cho nên cuộc sống của người ta cực kỳ là cơ
cơ cực mà với cái sự hà khắc đó nữa. Cho nên đời này qua đời kia hàng ngàn năm ở đây, những cái con người sinh ra nó chẳng khác gì một cái súc vật dưới cái bàn tay của giai cấp chủ nô. Cho nên là họ phải tìm mọi cách họ thoát, họ vượt lên. Mà khi xuất hiện những ý tưởng để thoát, để vượt lên đó là cái mối đe dọa trực tiếp trở lại dưới cái giai cấp thống trị, giai cấp chủ nô. Và khi như vậy thì giai cấp chủ nô phải họ cũng chẳng có tiếc rẻ gì mọi cái biện pháp tàn bạo nhất để họ tiêu diệt. Và cũng chính từ đảm bảo cái sự tồn tại đó mà một trong những đức tin cuối cùng, tức là những ai phản kháng lại bị xem là dị giáo. Thì như vậy họ mới tồn tại được. Như vậy họ mới kêu gọi những cái người tín đồ của họ là chiến đấu tới cùng trước những cái sự là truy đuổi tàn sát của cái giai cấp chủ nô lúc bây giờ. Mà cái đó có lẽ là từ tới nữa khi chúng ta tiếp xúc cái tôn giáo bản địa, quý vị sẽ thấy rõ nhất cái đó, rõ nhất cái đó, cái tôn giáo bản địa. Tức là cái điều kiện, cái hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, nó tạo ra cái sản phẩm đó. Ở đây cũng vậy, cái điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của cái bối cảnh cách đây hơn 4.000 năm, nó đã tạo ra những cái tiền đề để nó xuất hiện cái này. Rồi, chúng ta đi vào tìm hiểu khái quát về sách thánh của Do Thái giáo. Hệ thống lại cho tới ngày nay thì các sách thánh cơ bản của Do Thái giáo đó là Phúc Âm Do Thái, Triết Học Do Thái giáo, Đạo Đức Do Thái giáo, Nghi Lễ Do Thái giáo. Mấy chữ Do Thái giáo viết tắt đi. Về sách luật, riêng đối với các cái tôn giáo này, họ có một cái hệ thống luật riêng. Và trước đây những cái ở thời kỳ Trung Cổ, sau cái công nguyên, họ có, thậm chí họ có cái tòa án của tôn giáo của họ luôn. Tôi nhớ hoài một cái chi tiết mà nếu các vị có điều kiện mình tìm hiểu đọc, dường như tôi cũng có nói cái ý đó cho các vị rồi đó. Galileo có nói được không? Ông cãi lại chuyện là trái đất tròn hay trái vuông mà bị tòa án của tôn giáo là chặt đầu. Ông nói chặt đầu thì chặt đầu, chứ mà trái đất là tròn chứ không có vuông. Ông kia nói là nói tròn là chặt đầu, là cuối cùng bị chặt đầu đó. Cho nên họ để họ duy trì được một cái tổ chức chặt chẽ như vậy, cho nên họ xây dựng những cái chuẩn mực, điển chế ra thành những cái luật. Nền tảng của luật và các cái truyền thống của Do Thái giáo còn gọi là Ngũ Thư Kinh Thánh. Ngũ Thư Kinh Thánh, cho nên nền tảng của luật của Do Thái giáo đó là Ngũ Thư Kinh Thánh. Trong đó có 613 điều răn. Trong những nội dung các điều răn này thì có phần dành cho nam, có phần dành cho nữ, có phần dành cho cái thủ tục tế lễ, có phần dành cho cái đền thờ chính ở thánh địa Jerusalem, có phần dành cho các cái giới nông dân. Theo các cái nhà nghiên cứu về Do Thái giáo thì ngày nay người ta đã giảng lược bớt lợi trong cái Ngũ Thư Kinh Thánh này. Trong cái 613 điều này thì chỉ còn lại khoảng gần 300 điều ngày nay. Và hầu hết các cái tín đồ Do Thái giáo đều tin vào khẩu luật. Khẩu luật do thầy Rabbi phán truyền. Triết học Do Thái giáo
là sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa triết học, lý luận học, thần học. Ngày nay có hai cái xu hướng nghiên cứu triết học do Thái giáo chánh thống và triết học do Thái giáo phi chánh thống. Và hiện tại thì các cái nhà nghiên cứu này của do Thái giáo, người ta đã kết hợp lại hai cái trào lưu nghiên cứu, tức là triết học chánh thống và triết học phi chánh thống. Thứ tư, về lễ nghi y phục. Đó giờ mình chỉ học rồi mình đọc, mình hiểu theo cái suy nghĩ mình thôi. Năm 2010, đầu 2013, tôi mới có cái việc tôi đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Cái mình xuống cái sân bay ở Ankara, mình giờ mình thấy nó lạ quá. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là một cái nước là họ không có tuyên bố Hồi giáo là quốc đạo, nhưng mà hơn 90% dân Thổ Nhĩ Kỳ là theo Hồi. Nhưng mà Hồi giáo thì mình thấy trên truyền hình, trên mấy cái bản tin á, thì là họ mặc đồ, rồi mình có đi qua Mã Lai, Indo, rồi mình thấy họ mặc đồ, rồi họ trùm cái khăn đen. Nhưng mà xuống đây mình thấy là sao là có một cái dạng nữa mà mình không biết họ là cái gì. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, mà nam nhiều hơn. Họ mặc cái rồi họ ra phi trường đó, tức là đi cũng đi đấy đó, chứ không phải là ở nhà, không phải ở trong chùa. Họ mặc cái áo như là cái đồ tang vậy đó, đồ tang, áo tang mình là không có may cái diền á, không có may diền gì hết, sẽ đồng trước đồng sau đó nha. Mà đi chân không, mà cái quần thì rộng, rồi họ sắn lên như mấy cái người nông dân dưới quê mình là giận cái lưng quần sắn cục rồi nha nè. Thì bây giờ sau khi về tôi đọc ra, tôi mới thấy đó là những cái ông thầy mà đi giảng đạo của cái do Thái giáo. Tôi đọc là cái y phục của họ đó, tức là họ đang đi giảng đạo là ở những cái quốc gia, cái vùng đó đó. Mà mình thấy những cái người Hồi giáo kia, họ cũng trong phi trường, thì mình thấy coi có vẻ là họ khép nép với cái người kia lắm. Thì có lẽ, rồi mình đọc cái này về mình mới nghĩ là vì họ cũng thừa nhận đây là cái ông tổ của họ. Tức là do Thái giáo là nó xuất phát điểm là 2000 năm trước công nguyên mà. Là người đầu tiên khởi xướng là tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Thì là Thiên Chúa Kitô giáo, rồi Hồi giáo cũng là một Thiên Chúa duy nhất. Thì về cái y phục của người Do Thái giáo, có một, thứ nhất là cái mũ, gọi là mũ sợ Chúa. Tên của họ là Cáp Bát. Đây là cái mũ mà không có cái vành, nó có cái núm như thế này thôi. Mấy vị xem hình như vậy thì nó úp đầu thôi, chứ nó không có cái vành. Mũ sợ Chúa dành cho nam. Cái thứ hai là khăn tròn cầu nguyện. Khăn tròn cầu nguyện thì cái khăn tròn này đó nó có bốn cái tua ở bốn cái góc khăn, bốn cái tua dài xuống ngang. Cái thứ ba là cái hộp vuông bằng da để đựng các cái câu trích trong Kinh Thánh. Họ gọi cái hộp đó là Tefillin, tức là các cái câu Kinh Thánh trích dẫn họ viết ra, rồi họ đựng trong cái hộp đó, đựng trong cái hộp đó. Và cái thứ tư là áo vải trắng dài tới đầu gối.
cái áo là tôi nói nãy đó, hả? Nó không phải cái áo như cái áo của các cái ni mặc đây, nó ngắn hơn, mà nó không có, tôi đứng tôi dòm nó không có may gì hết trơn. Lúc đầu tôi tưởng đâu là họ lấy cái khăn tắm ở trong cái khách sạn, bởi vì nó là hai cái miếng vải vậy đó. Tôi đứng tôi dòm hoài mà tôi dòm thì mấy người kia cũng, mấy người đi trong đoàn thì người ta không có để ý như mình, người ta đi chơi thì cái nó, còn mình thì mình đi mình quan sát coi nó là cái gì, tại sao nó vậy. Đó là về y phục của họ. Khi hành lễ họ phải thực hiện cái hình thức bên ngoài nó như vậy, còn bắt đầu vô nội dung lễ là tiếp bước nữa. Về cái cầu nguyện, hình thức cầu nguyện như vậy là mỗi ngày họ cầu nguyện, những ngày bình thường là 3 lần, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, chẳng dạng đó. Còn những ngày lễ thì họ thực hiện cầu nguyện là 4 lần, sáng, trưa, chiều và vào buổi tối, nửa đêm. Khi thực hiện cái cầu nguyện thì họ phải đọc một cái lời nguyện bắt buộc lễ cầu nguyện. Lễ gì sau đó là gì nhưng bắt buộc đầu tiên, cũng như mình đây là bắt buộc vô là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đầu tiên là này hỡi dân Israel, ghi đi cái câu đó, câu đó nên ghi Israel, ta đọc Israel đúng rồi, nên ghi câu này trong một trong ngoặc kép. Này hỡi dân Israel, Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Đóng ngoặc kép. Cho nên bây giờ mình đừng có thắc mắc tại sao mà đọc báo trên truyền hình, hay là nhất là mở các cái kênh truyền thông mà của các cái đài VTV đó ở ngoài miền Bắc nhiều hơn. Thậm chí là phỏng vấn những cái người đi làm ruộng, những cái cụ bà 80-90 tuổi, những cái thầy giáo, những công chức, những cái người chạy xe ôm, hỏi này kia nọ, thì điều đầu tiên người ta nói là nhờ có đảng, ơn đảng, ơn bác. Phần lớn người ta nói như một cái phản xạ tự nhiên, nó không cần ý thức. Thì cái chuyện đó không phải là mới đây các cái nhà nước hiện đại sau này người ta sử dụng cho cái công tác tuyên truyền của cái quốc gia đó, mà cách đây 4-5 ngàn năm các cái bậc tiền bối xa xưa của nhân loại họ đã sử dụng cái hình thức đó để nhằm thuần đi những cái suy nghĩ tư tưởng của con người trong cái thời điểm đó. Cho nên mở mắt ra, này hỡi dân Israel, Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Cứ nói vậy. Họ phải cầu nguyện khi mà tỉnh giấc thức dậy, phải cầu nguyện. Rồi là trước khi ăn, họ phải cầu nguyện. Mà trước và sau khi ăn, họ cầu nguyện, và đặc biệt là đọc kinh tạ ơn sau cái bữa ăn. Rồi, qua cái ý thứ sáu. Nãy thứ năm rồi, giờ tới thứ sáu. Hả? Thứ sáu rồi hả? Thì tiếc gì cái số nữa thì ghi số 7. Tức là sắp xếp sao để mình dòm vô mình hình dung nó được thôi. Là các cái ngày lễ của họ với cái mục đích như trên, cho nên nhằm để tôn vinh cái mối quan hệ giữa Thiên Chúa với người Israel, mà người Israel là đại diện cho nhân loại, cho thế giới, họ quan niệm như vậy. Cho nên
các cái lễ lớn nhất của họ. Thứ nhất là lễ sáng thế. Lễ sáng thế. Thứ hai là lễ mạc khải. Thứ ba là lễ cứu thế. Ngoài ra, những cái lễ lớn khác đó là lễ sắp bắt. Không thấy hả? S-H-A-B-B-A-T. Rồi cứ để đi, lát nó khô thấy hả? Lễ sắp bắt là một trong những cái lễ lớn, bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu đến trước khi mặt trời lặn ngày thứ bảy, với cái ý nghĩa đây là cái ngày lễ để tưởng nhớ cái ngày nghỉ của Thiên Chúa sau sáu ngày tạo dựng ra vũ trụ. Thì người Do Thái giáo người ta cấm làm những cái việc trong cái ngày lễ này, như là cấm đốt lửa, cấm viết lách, cấm sử dụng tiền bạc, cấm mang vác nơi công cộng, cấm sử dụng điện, vân vân. Thì khi tôi đọc cái này, mình nghĩ đây là những cái điều mà người ta chế ra sau này, chứ thời đó làm gì có điện, đó. Thời đó làm gì có tiền bạc. Cho nên là có thể là sau này người ta dung hợp lại cái Do Thái giáo là chính thống và Do Thái giáo phi chính thống để họ là phối kết hợp lại. Ngoài ra có ba cái lễ hành hương. Lễ hành hương thứ nhất tên là lễ vượt qua. Đi qua đó, vượt qua. Đọc vô để tìm hiểu mình mới thấy là người Do Thái giáo họ đã bị người Ai Cập thôn tính tiêu diệt trước đó nhiều ngàn năm. Họ trở thành những người nô lệ cho những người Ai Cập trên các cái sa mạc mênh mông này, ở cả vùng đất này. Họ trở thành những cái súc vật nô lệ cho cái người Ai Cập từ khuân giác. Vì vậy mà cái chỗ mà cấm cái khuân giác hồi nãy đó, nó cũng có một cái ý cái chỗ này. Và như vậy đến khi mà họ đã thoát khỏi được, họ giành được độc lập, thì họ làm một cái lễ tưởng nhớ cái ngày thoát khỏi cái người Ai Cập. Cái ngày lễ nữa, lễ thương nữa là lễ tuần. Đây là cái lễ biểu trưng cho cái việc là xây dựng kinh tế. Lễ hội hoa quả đầu mùa, vì chính cái này mới cho người ta cái cuộc sống. Một cái lễ hành hương nữa có tên là lễ lều tạm. Lều là dựng cái lều á, tạm là tạm bợ đó. Lễ lều tạm. Tại sao lại có cái lễ này? Thì khi nghiên cứu thì chúng ta mới thấy họ làm cái lễ này để tưởng nhớ các cái bậc ông cha của họ đã bị cái người Ai Cập lưu đày bắt đi làm nô lệ trên các cái xứ sở của Ai Cập. Và con cái của nhiều người Israel nô lệ này sau đó họ phải mất một cái thời gian 40 năm để họ trốn tránh, họ băng qua những cái cánh đồng sa mạc để họ trở về với cái tổ quốc của họ. Cho nên trong những cái cuộc là băng sa mạc đó,
Người ta phải sống khổ cực trên những cái chiếc lều tạm, nắng thì cháy da, đêm thì lạnh xuống, không độ dưới không độ, để trở về cái xứ sở của mình ở cái vùng đất Israel. Đó là lễ, nhưng mà khi tổ chức lễ là tổ chức những cái cuộc hành hương trong ba cái lễ đó, tức lễ vượt qua, lễ tuần, lễ liều tạm. Ba cái lễ nó gắn liền với cái tổ chức hành hương. Tiếp nữa là cái các cái lễ cũng quan trọng là lễ sám hối. Thứ hai là lễ xin thứ tội, xin tha tội đó, những cái tội lỗi đã phạm. Thì hai cái lễ này, lễ sám hối là lễ xin thứ tội đó, thì nó nằm trong cái nhóm các cái lễ về cái sự phán xét và tha thứ. Ngoài ra còn một số các cái lễ tiếp theo, đó là lễ hội ánh sáng kéo dài khoảng 8 ngày, lễ mừng giải thoát. Thì trong cái lễ mừng giải thoát này thì người Do Thái họ tưởng nhớ lại là khi họ thoát khỏi những cái đế chế mà thời là Trung Cổ nô lệ của Ai Cập, có cái tên là đế chế Haman. Một cái đế chế nó rất nhiều cái triều đại, nó gọi là cái đế chế Haman. Đây là cái đế chế mà thống trị cái vùng đất này của Ai Cập. Cho nên cái lễ mừng giải thoát, người Do Thái giáo thoát khỏi cái sự thống trị của đế chế Haman, thì trong cái lễ hội này người ta tặng quà, người ta làm từ thiện. Kết luận về cái tín ngưỡng Do Thái giáo này, đây là tôn giáo độc thần đầu tiên của nhân loại. Nó đã xuất hiện cách đây trên 4.000 năm, từ cái thời kỳ tan rã chế độ công xã nguyên thủy để chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ. Khi đó giai cấp chủ nô thì cũng cần một cái hệ tư tưởng để mà thống trị, thì ngược lại giai cấp nô lệ cũng cần một cái hệ tư tưởng thống nhất để có thể tập hợp được đông đảo những cái người nô lệ làm cái cách mạng xã hội. Tức là giai cấp chủ nô thì cần có một cái hệ tư tưởng thống nhất để mà trị, thống trị cái giai cấp nô lệ. Thì ngược lại các cái tầng lớp bị trị nô lệ đó, họ cũng muốn, cũng cần có một cái tư tưởng thống nhất để mà họ đoàn kết hành động. Thì chính từ đó nó xuất hiện cái này. Rồi thôi chúng ta tạm nghỉ, 2 tiếng sau nữa chúng ta học tiếp về cái Hồi giáo.